Xin chào cả nhà, hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà vườn của bạn Kiều Xuân ở Vĩnh Thành, Châu Đốc, Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai con, mai giống nha cả nhà. Rất mừng cả nhà xem, thông cảm cho ủng hộ nha. Rồi chào Xuân nha. Xin chào cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị biết đó, em là chuyên về mai con nhưng mà thường là làm mai lục bình nhiều ha. Bây giờ thì nói chung là em thấy bây giờ người ta cũng làm nhiều mai sắp đế, mai đế nơm nên em cũng bắt chước ha. Bây giờ là em có giới thiệu cho cô chú anh chị là cái loại này là giả hữu đức chuẩn giống ha, em gieo từ hạt ha. Đây cái nha. Là giả hữu đức con rồi em sắp đế nơm luôn ha. Cây thì giờ khoảng chừng 3 đến 4 tấc ha. Như thế này đây. Rồi cho anh tham khảo dài gốc. Này là mình bao giả hữu đức luôn nha cả nhà. Dạ đúng rồi, em bao giả nha. Còn không phải giả thì em nói không phải giả ha. Đây. Cái cây nó như này đây. Đây. Chiều ha, cao. Là đế nơm ha. Chiều cao mình lấy là 30 tới 40 hả Sưng? Dạ khoảng 25 tới 40 anh. 25 tới 40 nha. Cây như thế này đây. Nếu mà em giao cách là em cây như thế này. Cái hoành mình lấy chân nhiều. Cái này thì nó nhỏ ha. Nói chung là sắp đế hơn. Thì mình không có cần phải lấy bự ha. Để cho cô chú anh chị vậy ha. Đúng rồi. Nói chị dễ hình dung thôi. Rồi bây giờ em vũ thử một cây cho cô chú anh chị coi ha. Rồi. Coi em sửa đế như thế nào ha. Coi có đạt không ha. Thì trên clip mình quay, mình báo thông số cho cả nhà dễ hình dung. Cái quan trọng là cái cây nhà vườn mình quay lên cho cả nhà xem. Với cái cây mà cả nhà nhận khi mà chủ vườn gửi hàng, mình so sánh hai cây đó nó giống y hệt nhau là được cái nha. Cho kiểm tra hàng ha, không giống không ấy ha. Nè. Cái đế nó vậy nè. Là em cắt rễ chuột xác lên luôn ha, em sửa đế mấy lần lận. Nếu mà mình lấy về thì là mình phải đi sửa như vậy nè. Cái này mình bao từ mấy rễ sư? Dạ em bao từ 5 rễ lên anh ha. 5 rễ ha. Hàng này là hàng mình sắp đế nha cả nhà. Mình phải chịu khó là mình phải về mình làm như vậy nè. Thấy không? Là em cắt cái rễ nè. Thấy không? Này là 4 5 rễ lên ha, 5 rễ lên, 6 rễ lên ha, thấy không? Em cái rễ chuột là em cắt mất tiêu luôn nè, thấy không? Nó đâu có rễ chuột đâu. Thấy không? Về mình chỉ cần là ha, mình sửa lại vậy thôi. Không một, là nó anh đếm nè, 1 cái này mấy rễ? Cái này là 5 rễ ha anh. Nè. 2 4 6 rễ ha. Là em cắt cái rễ chuột mất tiêu luôn rồi, đâu có rễ chuột đâu. Rồi. Vậy rất là đẹp không? Nhưng mà vậy rất là đẹp mà. Cái này giao lưu nhiêu Sưng? Cái này là 10 ngàn một cây ha. 30 cây em đi đơn và 50 cây em bao ship tặng 2 cây ha. Rồi. Nè, nó như thế này nè, thấy không? Rồi đẹp lắm á. Cái này em cắt cực lắm á nghe cô chú anh chị, không phải là cái nào cũng đạt được vậy đâu. Bao là 5 rễ lên ha nè. Tức là cái này sao? Cái này mình cắt ngang rồi mình trồng là nó cho. Nói chung là cái này cũng cắt hai lần á, là nó ra nữa cái mình cắt nữa, thành ra nó hao lắm. Hay vì cái kia là nó không có hao nhiều, nhưng mà cái này mình cắt là nó hao lắm, tại vì rễ chuột, rễ chuột là rễ chính mà, mình cắt sát lên luôn nè nó như vậy. Nếu mà cô chú anh chị về tòng là nó sẽ ra như vậy nè, sau này nó lớn nó sẽ như vậy. Có một số là em vô hả chậu cho cô chú anh chị coi em sửa ha. Rễ như vậy. Cái em vô chậu như vậy nè. Thấy không? Rồi. Nè nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đâu có thấy không? Nè cái này thấy không? Còn cái hàng vô này thì mình có giao lưu luôn không Sưng? Dạ có anh, có giao lưu. Cái này mình giao lưu giá sao Sưng? Cái này là 70.000 ha, tại vì cái xe 6 70.000 ha, nhưng mà em có bao ship nha. Còn mua nhiều thì ưu tiên lại nhà lấy ha. Tại vì cái này sửa cực này lắm. Nó lớn hơn cái hàng kia, hàng em đang cầm trên tay phải không? Cái này là em phải nắng cục sình rồi em nói chung là phải công phu lắm mới ra được vậy. Nó thành cái công phu. Nếu dụ như khách muốn mua thì mua cái này nè. 70.000 cây. Về làm cái này còn ngon này hơn. Mình về mình làm. Đây còn tông bịch nè ha. Ôi đẹp lắm á. Bên đây cũng là thủ đức hết nè cả nhà. Đó, này là giả hữu đức em bao chuẩn giống nha. Rồi bao chuẩn giống. Còn cái mai thường thì em nói mai thường thôi chứ em không dám nói bậy đâu. Xem cái đế nè. Đó. Nắng cực lắm. Đó, nè ha. Nè nó đều hết trơn nữa. Đấy, sau này nó lớn á là cái nó nổi lên ha, mấy cái rễ này nổi vòng 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 lên đẹp nè, như vậy nè. Đâu có rễ chuột đâu, mất tiêu rễ chuột luôn rồi, cắt xác. Em giới thiệu cho cô chú anh chị là cái loại mà hồi nãy á là em trồng trong bịch, còn cái này là em đã trồng ra ngoài đất kìa ha. Em ngoài đất em làm như vậy rồi. Nó cái cây nhỏ đó sau lớn nè, sau lên này nó lớn mình trồng ra vậy thì nó sẽ ra vậy ha. Rồi. Cái rễ nó như vậy nè. Cái hoành mình lấy chừng nhiêu Sưng? Cái này là hoành này chắc khoảng bự hơn cây bút bi ạ. Bự hơn cây bút. Rồi chiều cao cỡ ngón út mình á, bự hơn nữa. Chiều cao chừng nhiêu? Chiều cao này khoảng 6-7 tấc ha. Tại vì tay em bự lắm. Tùy người. Thì bự hơn cây bút bi nha cả nhà. Rồi nè, thấy rồi, cái rễ rất là đẹp ha.
Cái này là mai vàng của mình nha cả nhà, chứ không phải là mai dạo Thủ Đức như hai cái lô lúc nãy này. Cái này là mình sửa rễ chuẩn ha, rễ À. chuẩn á, còn cái loại mà người ta sửa mà kiểu như lèn á, lèn rễ thì nó khác, còn cái này là mình sửa là mình cắt cái rễ chuột mất tiêu luôn. Mình không có rễ nha, rễ ấy mình đa số là rễ chín thôi. Rễ chín, còn rễ chín là mình sắp đều vậy nè. Rễ rễ nào mới chuẩn đế nơm. Còn nhiều loại người ta vô cái còn cái đất nó bứng lên mà cái rễ nó quá trời nổi lên nhưng mà nó không có đều vậy đâu ha. Sửa vậy cũng công phu lắm á cô chú anh chị ha. Nó tham khảo ha. Đây là đây. Đây. Bởi vì đừng có so sánh ha, nhiều người ta biết thì khác ha. Đây nè. Nó nằm nằm lên này cái nhà. Cái này là mai mốt sau này cây nó lớn ha. Bây giờ là cây nó nhỏ thì rễ nó dày, nhưng mà sau này nó lớn ha, thì cái rễ này nó sẽ nổi lên. Nó bề mặt như này nè, nó phun lên rất là đẹp. Đây. Cây tàn lá này cả nhà. Cái này em trồng cũng được mấy tháng mà nó vậy nè, nó lâu lớn lắm. Cái này mình giao lưu nhiêu xưng? Cái này em giao lưu á hả là 800 ngàn ha. Còn nếu mà lại tới nhà thì khác ha. À, bao nhiêu cây mình gửi? Cây mình gửi luôn hả? Dạ, cái này thì tùy theo, thì có gì em bóc em, à, em okay. Cứ trao đổi ha. Đây. Rồi. Đây nè, anh coi nè. Rồi, mấy công này để bị chán luôn đó nha. Nè đó. Sửa rất là cực ha, rồi cực lắm. Đây. 6 công. Mấy tháng mà có nhiêu đây thôi. Tại vì nó cắt rễ chuột hình như nó lâu lớn lắm. Số lượng bên đây cũng không còn không có nhiều hơn xưng. Dạ, cái này em khoảng làm chừng vài chục cây hả. À. Tại vì cũng sửa cũng lâu, làm cũng cực lắm, không có thời gian nhiều đâu anh. Phải chăm từ cây vậy đó. Nè, mấy cái cây này làm công phu. Ở trong đây là cây nào cũng như cây nấy ha. Đây. Cây nhà mình tham khảo nha, số điện thoại của Sưng mình để bên góc trái màn hình nha cả nhà. Đó. Cây mình đẹp ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Rồi. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị ha. Rồi. Chúc cô chú anh chị một ngày vui vẻ, an lành ha. Rồi. Chào cô chú anh chị. Rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.